câu hỏi cuối cùng nha. Và cái câu này nói á, thì cái nick này là cái nick nổ. Cái My thấy á, cái nick nổ này là cái My cũng không có muốn nhắc nhở tới, không có muốn trả lời mà cũng không có muốn đá động tới. Vì cái nick này là cái hạng người cái My thấy là cái hạng quá thấp. Không có văn hóa gì hết cả. Khi mà vào cái diễn đàn của cái My á, chửi lộn tục tiểu văng ra những cái văn chương tục tiểu, nói khoét nói láo nói tầm bậy tầm bạ rồi vu khống rồi bịa đặt rồi dựng chuyện, mà cái diễn đàn nào cũng chui vào để mà chửi tục tiểu như thế đó, rồi chửi lộn tay đôi với các anh chị ở trong cái diễn đàn của cái My. Cái My thấy mà cái My cảm thấy cái My lướt qua, cái My không có muốn nhìn. Nhưng mà hắn ta có nói một cái câu như thế này nè, thì cái My á, hôm nay mới trả lời với hắn nè. Hắn nói là hê con bò đỏ, Việt Cộng nằm vùng à. Rồi hắn nói là cái My á, FBI của Mỹ á, sẽ tìm bắt cái My. Cái My là chống phá nước Mỹ ha. Rồi hắn nói là hê cái con Việt Cộng mày có gan á, mày mang cái lá cờ đỏ của cộng sản á, đi ra cái thành phố á, của mày ở mà hô hào đá đảo Việt Nam Cộng Hòa đi. Mày chỉ là con hèn nằm trong hang gái như á, là Bác Hồ. Nó viết một sớ như sớ tá quân nè các anh chị, nhưng mà cái mi muốn đọc một chút thôi á đó. Ok, tôi nói tôi trả lời cho cái nick này, cái nick mà không có văn hóa này, cái nick tục tiểu tục tằn này. Cái lá cờ của tổ quốc á, của người Việt Nam, của quê mẹ Việt Nam của tôi, của tổ tiên ông bà cha mẹ, của các vị vua hùng, và những cái lá cờ nằm trên cái mảnh đất của các vị vua hùng, là cái lá cờ này do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giữ nước và đã đuổi cái bọn quân xâm lăng cướp nước ra khỏi nước. Thì đây là cái lá cờ này, là cái lá cờ của các vị vua hùng, của con cháu, con hồng cháu lạc, con rồng của các vị vua hùng, hiểu chưa? Thì cái lá cờ này được tôn trọng, được thờ phượng những chỗ trang nghiêm và những chỗ kính cho người ta kính nể, hiểu chưa? Thì cái lá cờ này đó, nếu mà được cắm là phải cắm trên Liên Hiệp Quốc và cắm trong những cái nhà trắng của nước Mỹ, và được trong nhà phải được thờ, được phải đưa lên cao khỏi ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là ngươi biết cái lá cờ này là tôn trọng, là quang vinh, là vĩ đại như thế nào hay không? Mà các ngươi kêu ta phải đem cái lá cờ này chạy vòng vòng đi ra ngoài đường, giống như cái đám mà cờ vàng ba que của bọn bay cứ mang cái lá cờ đấy mà chạy vòng vòng vác như là cái dẻ rách. Bởi vì cái lá cờ này, cái giá trị của cái lá cờ này bao xương máu của các chiến sĩ cách mạng và của đồng bào như thế nào. Cho nên cái lá cờ này không được quyền xúc phạm, không được quyền đem đi làm như cái trò chơi. Không có thể nào mà đem cái lá cờ mà cầm chạy như một cái bầy chó hoang ở bên California được. Mày hiểu chưa? Lá cờ của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản là được để những nơi tôn trọng, được để những nơi kính nể, phải để những chỗ nào mà để cho người ta
đứng dưới lá cờ để tôn thờ. Đây là lá cờ tôn thờ chứ không phải lá cờ ba sọc, lá cờ hại dân bán nước, lá cờ của ba que bọn bay. Lá cờ không có giá trị, không có xứng đáng của ba que bọn bay thì bọn bay cứ cầm đi ngoài đường, bọn bay diễu hành, bọn bay chạy lòng vòng như một bầy chó hoang, rồi bọn bay mệt thì bọn bay liệng xuống dưới đất xuống đồ. Tao thấy bọn bay liệng xuống dưới đất ha, bọn bay liệng. Còn cái lá cờ này á là tao không có dám đụng tới đâu, tao không có dám xúc phạm tới, tao không thể nào làm như bọn bay được. Bọn bay là một cái bọn tay sai, một cái bọn lính đánh thuê, cho nên cái lá cờ của bọn bay nó không có giá trị và nó không có được dưới cắm trong cái Nhà Trắng của Mỹ, và không được cắm những cái chỗ nào mà có cái power cả. Bọn bay biết chưa? Ha, không có cái chỗ nào mà power, mà sức mạnh, hay là một cái chỗ nào được cắm lên. Bọn bay chỉ cái lá cờ bọn bay chỉ có cầm chạy vòng vòng như một bầy chó hoang thì ok, đó là bọn của bay. Còn còn tôi á, lá cờ được để trang nghiêm trong nhà, được tôn thờ, hiểu chưa? Đấy, được á là cấm nơi cái chỗ nào mà Đảng Cộng sản ban giao với nước đấy thì cấm trên nước đấy. Còn nhìn lại cái lá cờ ba que ba sọc, cái lá cờ ngụy quân ngụy quyền, cái lá cờ tay sai bán nước của bọn bay không có giá trị, không có một cái nước nào mà bọn bay cấm lên được cả. Bọn bay giỏi đem lá cờ ba sọc cắm vào chỗ Nhà Trắng của Mỹ cho ta coi, cắm đi. Và bọn bay đem lên cắm chung với lá cờ chỗ cái phòng mà ban giao á, Liên Hiệp Quốc đi, mày cắm cho tao coi coi đó. Cho nên á, nếu như bọn bay tự nhiên á, tao đi ra ngoài đường mà bọn bay đụng chạm xúc phạm tới tao, đụng tao, đánh tao, tao đánh lại, chửi tao, tao chửi lại, mắc mớ gì tao phải đem cái lá cờ và đem Bác Hồ đi chạy theo ngoài ngoài cái cộng đồng của bay để mà đá đảo bay làm gì ngoài? Bọn bay đâu có xứng đáng nhìn thấy cái lá cờ này đem ra để đánh lộn hay là đá đảo với bay làm gì. Muốn đánh thì đánh bằng tay, muốn đánh võ mồm thì đánh võ mồm, muốn giỏi mở diễn đàn lên chửi tôi, hỏi tôi trả lời, chứ đừng có lấy những cái nick giả nằm núp ở dưới rồi kích động tôi, xúi tôi, xúi giục tôi đem cái lá cờ chạy ra cộng đồng. Tôi đâu có khùng, tôi đâu có bị điên. Cái lá cờ quý giá như vậy, một cái lá cờ tổ quốc như vậy, bao nhiêu xương máu gì đem ra ngoài đi chơi, đi chạy vòng vòng nhông 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 như ngoài đường như tụi bay làm gì? Tụi bay cứ đem cái lá cờ tụi bay chạy lông nhông rồi bay cũng kêu tao khùng, sao tao đem cái lá cờ giống như bay? Tao đâu có khùng, tao đem lá cờ đi vậy cho Mỹ nó nói tao khùng hả? Mất công Mỹ nó nhốt tao vào nhà thương điên nữa, nó tưởng đâu tao điên. Còn bọn bay á, là điên nặng quá rồi, hết thuốc chữa rồi, để cho bay chạy nhông nhông rồi, bởi vì tao có tao chạy ra á, Mỹ nó nói con này khùng, thấy không? Mắc mớ gì tao phải để cho người ta đánh giá tao? Cho nên nếu bọn bay muốn đấu võ mồm thì cứ đấu với tôi, muốn chửi chửi, muốn đánh đánh, muốn làm cái gì làm. Còn nếu mà đem lá cờ ra để mà chửi lộn với bọn bay hả, ta đâu có thể nào cái lá cờ mà đem ra ngoài đường như vậy được nha. Xin lỗi mày nha, lá cờ của cộng sản, của dân tộc, của nước Việt Nam được tôn vinh, tôn trọng, được kính nể, được đội lên trên đầu, chứ không thể nào cầm đi lòng vòng được đâu. Thấy không? Dù cho có cầm á, cũng cầm trong cái những cái lễ hội được tôn trọng, được cái lễ hội lớn, hiểu chưa? Như những lúc mà lễ lộc á, chẳng hạn như á, là bây giờ mày đâu có biết đâu á, giống như ở trong chùa đâu, bây giờ người ta diễn hành, người ta cũng diễn cái lá cờ của Phật, và người ta diễn cái lá cờ của Phật giáo, rồi người ta cũng diễn hành lá cờ của Tổ quốc, rồi người ta cũng làm xe hoa diễn hành trong cái ngày
trong cái ngày Đức Phật là đản sanh. Người ta tôn quý như vậy mà mày kêu là chạy đi. Trời đất ơi, chạy đi ngoài đường lông nhông giống như khùng như điên vậy. Cái lá cờ mày làm gì vậy trời? Tôi là người công dân của nước Việt Nam. Tôi theo mẹ tôi, cho nên tôi phải tôn trọng và tôi phải học hỏi những gì Đảng Cộng sản. Người Cộng sản không có đem cái lá cờ ra như cái người Việt Nam Cộng hòa của mày, cho nên tôi không có thể nào làm theo mày được. Nếu Đảng Cộng sản làm cái lá cờ như vậy thì tôi đi làm theo, thấy không? Nhưng mà Đảng Cộng sản đâu có dạy như vậy đâu, thấy không? Chế độ Cộng sản họ không có dạy đem lá cờ đi ra chữ lộn, đi ra nói khùng nói điên, làm sao tôi đi làm được nha? Cái chế độ Việt Nam Cộng hòa của mày, chế độ của thằng Ngô Đình Diệm đó, nó dạy khùng dạy điên đó, thì mày nghe đi, mày theo nó đi. Còn cộng sản đây không có khùng đâu mà đi đi làm những cái chuyện đó. Tôi là một con người được học hành lý thuyết cộng sản, được học tư cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đâu có đi làm những cái trò khùng điên ba trợn như vậy. Trời ơi, mỗi lần tôi thấy bọn bay á, một đoàn chó hoang chạy lòng vòng không biết cái không biết cắm ở đâu hết trơn á, tối ngày đem cái lá cờ chạy lòng vòng à, khùng thấy mồ luôn á, không biết mắc cỡ, không biết nhục nhã. Mỹ nó thấy nó khinh khi nó ghét như là cái gì đó, mà tưởng đâu hay, tưởng đâu ngon, tưởng đâu giỏi. Trời ơi, đồ không 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 biết mình là ai, không không biết nhìn lại mình đi. Rồi thì những cái câu hỏi cũng được hết, được xong thì Kimmy cũng xin tạm dừng tạm tạm dừng đây, và Thêm Kimmy một chào Bảo Trâm. ngày biển lặng mà lòng người dẫn động trong lòng.